phát rồi. Mày lại phát. Quên. Thế này cũng sắp hết pin. Tí nữa ra phát một tí. Đấy, để đi làm đốt cái này. Phát một tí rồi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với shop bán hàng trực tuyến sanhangre.net. Hôm nay sanhangre xin giới thiệu với khách hàng một mã robot siêu to khổng lồ. Bạn này rất là cao lớn nha. Chân tay bạn ấy có thể sử dụng được hàng chuẩn chính hãng. Cái này là làm từ nhựa cao cấp nha. Con này nặng 1,5 cân, rất là đẹp. Các cái khớp của nó có thể cử động được nha. Cái này mà làm quà tặng cho các bé thì rất là thích. Con này rất là to này. Đó. Cao. Tay chân của nó thì cử động được này. Nhựa của nó rất là đẹp và nó tặng kèm một cái vũ khí. Nó tặng kèm một cái vũ khí này nha. Hàng của Hasbro. Hàng rất là xịn này, hàng này nó có Hasbro này, rất là xịn nha. Cái này team nào mà thích robot thì sẽ rất là thích. Đây là mã vạch của sản phẩm này, hàng chuẩn chính hãng này, nhựa này là nhựa cao cấp. Nên rất là an toàn cho trẻ này. Các cái khớp chân, khớp tay của bạn này là bạn ấy sẽ hoạt động được nha, cử động được. Nó rất là đẹp đấy. Hàng này là hàng chuẩn chính hãng nhá. Đó. Em này thì khá là hiếm này. Bạn này cao 50cm và rộng là 30cm. Và vũ khí của nó cũng cử động được luôn đấy. Nó rất là cứng cáp nhưng lại mềm mại. Các cái khớp nối của nó cử động rất là linh hoạt. Bên trong là các cái vít. Các cái vít của nó rất là đẹp nha. Xịn sò luôn. Em chào anh Kiều Thuận. Robot này là hàng chuẩn chính hãng của Hasbro. Hàng rất là xịn đẹp. Tất cả những cái dòng robot nhà em bán thì đều mô phỏng theo phim. Theo những cái bộ phim rất là nổi tiếng ấy. Nên là các bạn bé sẽ rất là biết nó là cái gì. Vì các bạn ấy theo dõi. Cái nhân vật này là một trong những nhân vật ở trong phim Power and Ranger. Chân thủy tiên. Rất là đẹp nha, hàng chuẩn chính hãng. Hàng có sẵn tại sanhangre.net. Con này nó rất là nặng, nó nặng 1,5 cân. Bạn bé nhà mình có thể chơi giống như kiểu búp bê hoặc là thú cưng á. Cái sản phẩm này dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Sản phẩm khi nhận về tay cầm của chúng ta sẽ có phun hộp như này. Và nó được buộc cột cố định với cái hộp bằng những cái thun bằng giấy như này. Chúng ta sẽ phải cắt bỏ để chúng ta tháo nhân vật ra. Nên là nó rất là thích hợp để làm quà tặng nhá. Cho biếu tặng và hàng này thì rất là đẹp. Đây là một trong những nhân vật trong bộ phim rất nổi tiếng. Là 5 anh em siêu nhân đấy ạ. Rất là nổi tiếng. Và các bạn bé nhà mình ấy xem rồi nên các bạn ấy sẽ biết đây là nhân vật gì nha. Đây là một cái sản phẩm của hãng Hasbro. Là một cái nhãn hàng đồ chơi rất là nổi tiếng trên thế giới. Chất nhựa của nó rất là đẹp và rất là bền ạ. Chúng ta sẽ không lo bị vỡ vụn hay là bị những cái vật sắc nhọn làm cho bé bị thương. Vì cái sản phẩm này
Nó được thiết kế rất là chuẩn nha, chuẩn xịn. Bạn này khá là to. Bạn này chiều cao của bạn ấy là 50cm và chiều rộng của bạn ấy là 30cm. Nên là nó tương đương với một con gấu bông. Nó tương đương với một con gấu bông ấy ạ. Và các cái khớp của nó hoạt động rất là linh hoạt. Các cái khớp của chân tay hoạt động rất là linh hoạt. Nó giúp cho cái bạn các bạn bé nhà mình cảm giác như là có một người bạn luôn đấy ạ. Và các cái kể cả cái vũ khí này của nó này, nó sắc nét và nó không có độ nó không có độ gì nhỉ. Nó không có cái độ cứng đâu nha. Và nó lại rất là sắc nét. Nói chung là hàng rất là đẹp. Chuẩn xịn. Hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Khi nhận về tay cầm, chúng ta sẽ thấy sản phẩm được đóng bọc trong một cái hộp như thế này. Nó rất là tiện để chúng ta cho biếu tặng nha. Làm quà sinh nhật này, Noel này, mùng 1 tháng 6 này, rất là nhiều những cái dịp cho các bé nhà mình này, Trung thu này. Nó rất là đẹp. Bạn nào mà thích robot, thích siêu nhân ấy ạ, thì bố mẹ có thể nghiên cứu thêm một cái mã hàng này. Đây là một nhân vật ở trong phim hoạt hình Năm Anh Em Siêu Nhân. Nên là chúng ta, nên là các bạn bé nhà mình sẽ rất là thích thú khi biết, khi đã biết rõ về cái nhân vật này ở trong phim rồi, mà ngoài đời chúng ta sẽ có một cái con như này. Đó, nó rất là xịn nha, rất là to. Đấy, so với đấy, khổng lồ chưa? Rất là to. Hàng chuẩn chính hãng nha, hàng có sẵn tại websanhangre.net. Đây là một bạn robot mà to nhất từ trước đến nay San Hàng Rẻ bán. San Hàng Rẻ bán rất là nhiều đồ chơi nha, chúng ta có thể nhìn lên giá này. Và toàn bộ đồ chơi là đồ chơi Việt Nam, bên Việt Nam ha, xuất khẩu dành cho những cái hãng lớn đặt và sản xuất tại Việt Nam luôn đấy ạ. Thì đây là một trong những cái dòng như thế nha. Hàng rất là đẹp ạ. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại websanhangre.net này. San Hàng Rẻ vẫn áp dụng miễn phí vận chuyển tại Line. Sanhangre.net vẫn áp dụng miễn phí vận chuyển với những cái đơn hàng tương tác mua hàng tại Line. Đơn hàng tại Line để lấy được mã vận chuyển, miễn phí vận chuyển thì chúng ta vui lòng chia sẻ một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để ở chế độ công khai nha. Chúng ta để ở chế độ công khai, một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm là chúng ta lấy được mã free ship rồi. Và chúng ta có thể comment là tương tác dưới cái bài like là chúng ta tạo được đơn hàng nha. Vì San Hàng Rẻ bán hàng có sẵn ạ. Và hàng này rất là đẹp nha, hàng chuẩn chính hãng. Tem mác mã vạch đầy đủ ạ. Hàng rất là đẹp nha. Đó, con robot này rất là to. Nó to 50cm. Nó cao 50cm và rộng, độ rộng của nó là 30cm. Đấy, rất là đẹp. Tổng trọng lượng của nó nặng 1,5 kg nha. Các cái khớp chân tay và đồ chơi, phụ kiện của nó là di chuyển, là cử động một cách rất là linh hoạt nha. Nên là chơi sẽ rất là thú vị ạ. Nhựa của nó là nhựa cao cấp, không dễ bị bể vỡ đâu. Nên là chúng ta cho bé chơi và quăng quật thoải mái. Các bạn ấy thoải mái chơi mà không lo về cái vấn đề nhựa bị bể vỡ nha. Hàng rất là đẹp ạ, đẹp. Tem mác mã vạch đầy đủ này. Cái sản phẩm này nó khá là to, vì thế nó khuyến cáo là chúng ta chỉ nên mua cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Vì nó khá là to ấy. Trọng lượng, tổng trọng lượng của con robot này là nặng 1,5 cân. Đó. Nên là chúng ta chỉ nên mua cho bé từ 4 tuổi trở lên thôi nha. Hàng rất là đẹp ạ. San Hàng Rẻ vẫn áp dụng miễn phí vận chuyển đối với các đơn hàng tương tác tại Line. Miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với các đơn hàng tương tác tại Line.
À, khách Sài Gòn rất là nhiều ạ. Khách Sài Gòn mà mua đồ chơi nhà em rất là nhiều. Vì thế chúng ta đã thích bạn này rồi thì chúng ta nên nhanh chóng tạo đơn để được áp dụng cái chính sách miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với những cái đơn hàng tương tác tại Line nha. Để lấy được mã free ship toàn quốc thì chúng ta vui lòng chia sẻ một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để ở chế độ công khai là chúng ta lấy được mã miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi nha. Đó, bạn này rất là đẹp này, rất là to. Đó, cho cái mặt của em vào đây. Bạn ấy to, bạn ấy cao 50cm. Và tất cả các cái khớp này của bạn ấy là cử động được nha. Và bạn ấy có một cái vũ khí đi kèm. Bạn ấy có không gì chứ tất cả các bạn trai nha, bạn bé trai bạn ấy đều thích những cái vũ khí như thế này, thể hiện sức mạnh ạ. Và khớp các cái khớp của cái con robot này nó cử động một cách rất là linh hoạt. Rất là chắc chắn, rất là linh hoạt nha. Nên chúng ta tha hồ khi nhận về tay cầm của chúng ta thì sản phẩm nó sẽ được đóng ở trong một cái vỉ như thế này, rất là xịn như hàng ở trong store luôn. Và nó được cột vào cái thân hộp bằng những cái dây chun cắt tông như thế này, thì khá là đẳng cấp đó. Và sản phẩm thì có mã vạch tem mác đầy đủ để chúng ta check hàng nha. Hàng rất là đẹp. Và cái này nó khá là to, nó này nặng 1,5 kg. Vì thế chúng ta chỉ nên mua cho trẻ từ 4 tuổi trở lên nha. Trẻ từ 4 tuổi trở lên thì chúng ta hãy nên mua. Con robot này nó rất là to, nó khá là phù hợp để chúng ta trưng bày hoặc là để các bạn nam nhà bạn. Mình có cái bộ ở trong nhà không anh? Có chứ. Ở đâu ạ? Xin chào. Có loại 2 lồng hay lại 1 lồng bắt? Cái này là tay tự cho công ty thôi. Cái này bạn này, cái này cũng thích nha. Tay tự bắt này. Sạch luôn. 300 bé. Của ngay của ngay. Kết nối đam mê. Thì hộ của mình là cái phần trắng. Rồi, ok rồi. Được rồi đúng không ạ? Ừ, xong rồi. Anh có cho em hóa đơn. Có in được không ạ? Có. Để em thanh toán cho công ty.
đất chưa có nấu được cái từ nó hồng ngoại thôi. 2 lồng 10 gram. Nếu mà muốn kho cá các thứ thì mình chuyển ra mình dùng 10 gram nhé. Chứ cái này có được xuất hóa đơn không hay là không? Xuất hóa đơn trên đường đó cho em túi phải anh treo ở trước. Hay chị xuất hóa đơn nha, em trả thêm tiền này. Điện tử hay nhỉ? Em có Zalo không? Hóa đơn điện tử. Zalo em mã số này cho em gửi thông tin. Đây em trả thêm chị 10%. Em mã này gửi thông tin xong 40.000 đúng không ạ? Ừ, xong gửi email nhé. Gửi địa chỉ email ấy. Ok. Thì mình sẽ gửi hóa đơn vào trong cái đây chị ơi. Cảm ơn chị nhé. Em gửi rồi đấy. Vâng, cô gái em gửi của mình nhé. Cảm ơn. Em xin. Em cảm ơn. Cái quán Fujio không có ở trong này. Quán Fujio à? Xin chào các bạn đã quay trở lại với shop bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ chính nét. Đây là like để giới thiệu sản phẩm nha. Và shop vẫn áp dụng cái chương trình miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với khách hàng tương tác tại like. Tất cả các cái like giới thiệu sản phẩm của săn hàng rẻ đều áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với khách hàng tương tác tại like nha. Để lấy được mã phí miễn phí vận chuyển toàn quốc, chúng ta vui lòng chia sẻ một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để ở chế độ công khai nha. Và em chào Kim An, chào chị Mai Lan. Vâng, cái này sản phẩm này là Bắc Nguyễn. Cái sản phẩm này là của Hasbro, nó là một cái nhựa cao cấp. Đây là một mã hàng chính hãng nha. Bạn này bạn ấy cao 50cm và rộng 30cm. Tất cả các cái khớp của bạn ấy cử động được một cách rất là linh hoạt. Sản phẩm thì sẽ kèm theo một cái vũ khí đi kèm, sẽ được đóng ở trong một cái khay rất là đẹp như thế này. Chặn đấy. Nó sẽ tặng một cái phụ kiện đi kèm như thế này nha. Nó rất là linh hoạt. Các cái khớp của nó cử động rất là linh hoạt. Màu sắc thì bắt mắt. Mắt tất cả những cái này màu của nó sẽ rất là bền nha. Không bị phai màu, không bị ố vàng, không bị đổi màu và không bị vỡ nát theo thời gian. Đó, hàng chuẩn chính hãng ạ. Các cái khớp nối của nó hoạt động rất là linh hoạt, nên là chúng ta để cho các bé chơi thì các bé tha hồ để thỏa cái sự sáng tạo của mình. Nó chỉ có một cái lưu ý nhỏ là do sản phẩm này khá là to và nó nặng 1.5kg trở lên, vì thế chúng ta nên mua cho các bạn từ 3 đến 4 tuổi trở lên nha. Nó chỉ có một cái lưu ý vậy thôi. Đây là một cái nhân vật ở trong bộ phim 5 anh em siêu nhân. Đó, nên là các bạn bé sẽ rất là hiểu về cái nhân vật mà được tặng. Và các bạn ấy sẽ tha hồ các bạn ấy chơi. Sản phẩm này rất là to nha. Đó, sản phẩm này rất là to. Nó cao 50cm, rất là to. Nó rất là phù hợp để chúng ta làm quà cho biếu tặng ấy ạ. Nó rất là đẹp nha. Hàng chuẩn chính hãng của Hasbro luôn ạ. Nó rất là to, nó nặng 1.5. Nó nặng 1.5 cân. Chị Mai Lan ơi, cái con này là 985.000 ạ. Con đồ chơi này là 985.000, bạn robot này nha. Sản phẩm này đang được bán ở trên Amazon với giá là 2.2 triệu đấy ạ.
Sản phẩm này đang được bán ở trên Amazon với giá 32,2 triệu nha. Săn hàng rẻ bán với giá là 985.000. Miễn phí vận chuyển toàn quốc ạ. Miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với khách hàng tương tác tại live, chia sẻ một lần trên trang cá nhân và một lần lên hội nhóm nha. Con này nó rất là to, nó to nhất từ trước đến nay bên em bán. Các cái khớp của nó hoạt động rất là linh hoạt. Nó được cột vào cái khay đằng sau bởi một cái chun cốt tông này. Chun cắt tông này, chun giấy. Đó. Rất là thân thiện với môi trường nhá. Sản phẩm nó nặng nên là chúng ta chỉ nên mua cho trẻ từ 4 tuổi trở lên thôi nha. Từ 3 đến 4 tuổi trở lên thôi ạ. Trẻ dưới 3 tuổi thì chúng ta không nên mua nha. Vì cái này nó khá là nặng này. Bạn này bạn nặng 1,5 cân. Bạn ấy to. Các cái đầu của bạn ấy được bo tròn nên sẽ không có bị gây sát thương đâu ạ. Và bên cạnh là bạn ấy có thêm một cái phụ kiện ở bên cạnh sườn này nữa. Đó. Rất là đẹp nha. Màu sắc rất là bắt mắt, sẽ không bị bay màu, không bị biến màu và không bị bể vỡ. Không bị dễ dàng bị bể vỡ và bị bay màu đó. Sản phẩm này được bán là 985.000 tại web săn hàng rẻ.net nha. Săn hàng rẻ vẫn miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với khách hàng tương tác tại live ạ. Để lấy được mã miễn phí vận chuyển thì chúng ta vui lòng chia sẻ một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để chế độ công khai nha. Khách hàng mua đồ chơi xuất khẩu bên em thì phần lớn là khách Sài Gòn. Vì thế chúng ta tranh thủ tương tác tại live để được hưởng nhiều cái ưu đãi về miễn phí vận chuyển nha. Khách hàng ở xa thì chúng ta vui lòng tranh thủ tương tác tại live để lấy được nhiều cái những cái ưu đãi nha. Một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để chế độ công khai là chúng ta đã lấy được mã free ship cho sản phẩm này rồi ạ. Đây là một sản phẩm mà xuất khẩu sản xuất tại Việt Nam của hãng Hasbro. Hàng rất là đẹp nha. Bạn này đứng qua một bên đi. Em có một cái bạn này nữa khá là thích. Em có một cái bạn này nữa khá là đẹp này. Bạn này là bạn... Cái này là một cái bộ bắn cung bằng silicone để tăng cái hoạt động, tính giải trí và tính hoạt động cho các bạn nam nhà mình. Thì em giới thiệu với các anh chị một cái bộ sản phẩm này nữa nha. Đồ chơi cung tên màng nhện. Đó. Đây là một dòng sản phẩm Marvel, nhân vật Spider-Man nha. Em giới thiệu với khách hàng nhà mình một cái bộ cung tên thích hợp cho bé 5 tuổi. Trời. Đeo vào tay bắn. Cái này đeo vào tay thì để bắn đạn nha. Và cái đạn này là bông này. Nó sẽ mềm này. Nó rất là mềm nha. Đây là video mô phỏng của hãng. Đó. Các bé trai nhà mình sẽ rất là thích này. Đó. Đây là video mô phỏng của hãng nha. Rồi em quay lại để giới thiệu sản phẩm. Rồi, đấy là em quay video để mô phỏng về cái sản phẩm này để cho mọi người dễ hình dung nha. Và cái nhện này này, tất cả cái này này nó là đều là silicone. Và cái đạn của nó là đạn bông, nó sẽ rất là mềm nha. Đồ chơi rất là xịn ấy ạ. Đây là của hãng. Tất cả đều đồ chơi của hãng Hasbro sản xuất thì nó sẽ rất là đẹp nha.
chúng ta đã mua những cái dòng đồ chơi của hãng Hasbro này rồi ấy, chuyên về dòng Spider-Man, dòng Transformer. Đó, những cái dòng robot nó rất là cao cấp rồi. Và rất là nhiều bạn mà ham muốn đến cái mức là sưu tầm cho đủ bộ rồi á, thì chúng ta đã biết về cái chất lượng của cái sản phẩm này rồi. Tất những cái sản phẩm này chất lượng của nó rất là cao cấp nha. Đây là một cái bộ mà bắn cung Spider-Man rất là xịn đẹp. Giá bán ở trên Amazon là đang trên 1 triệu này, sẵn hàng rẻ bán với giá là 499.000 nha. Cái màng nhện và cái màng nhện này là silicon này. Cái nhựa này là nhựa cao cấp này, đây là nút bắn này. Và nó gồm 3 viên đạn bông. Đây, nó gồm 3 viên đạn bông này. Để cho các bạn bé nhà mình tăng cái khả năng hoạt động di chuyển ấy. Bây giờ phần lớn các bạn nhà mình mà ở thành phố ấy thì sẽ rất khá là ù lì. Thì chúng ta có những cái bộ phi tiêu hoặc là những cái bộ như thế này để cho các bạn ấy vận động ở trong cái không gian học của mình, hoặc là bạn đang học bạn có thể đứng lên bạn giải trí thì đều là được nha. Đây là mã vạch của sản phẩm này. Sản phẩm để đóng ở trong hộp rất là đẹp này. Đó, sẵn hàng rẻ vẫn áp dụng cái chương trình miễn phí vận chuyển đối với khách hàng tương tác tại LINE nha. Chúng ta để lấy được mã miễn phí vận chuyển thì chúng ta vui lòng xem một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để chế độ công khai là chúng ta đã lấy được mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng của mình rồi nha. Hàng này tất nào đều hàng đồ chơi xuất khẩu rất là xịn đẹp ạ. Cái này, cái bộ cung tên người nhện này là làm bằng nhựa cao cấp này. Ở bên sườn của nó là tơn nhện thì được làm bằng silicone rất là mềm, mô phỏng rất là đúng cái bản chất của tơn nhện này. Và nó được, nó có 3 viên đạn bằng bông. Để bạn bé nhà mình thao hoạt động nhé. Các bạn ấy ngồi học lâu hoặc ở trong phòng khá nhiều, hoặc là đọc truyện đọc báo ấy, không chịu đi ra ngoài ấy, thì chúng ta có cái bộ đồ chơi này để cho các bạn ấy vận động nha. Các bạn nam thì các bạn nào cũng thích được làm anh hùng cả. Đó, nên là bố mẹ mua cho bạn ấy những cái bộ này thì các bạn ấy sẽ rất là thích khám phá và di chuyển. Trên nhà có cây lông nhà như cây viên. À, ở đè dưới này rồi. Đợt hàng rồi, có đơn à? Cám nắp vả. Sẵn hàng rẻ vẫn áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với các cái like giới thiệu sản phẩm nha.
siêu to khổng lồ. Bạn robot này khá là xịn sò, cao 50cm này. Đó. Rất là đẹp nha. Đây là hàng chuẩn chính hãng ạ. Đây là hàng chuẩn chính hãng của Hasbro nhé. Tem mác mã vạch đầy đủ các khớp nối của nó, hoạt động rất là linh hoạt. Nó có một cái phụ kiện đi kèm như này. Nhựa cao cấp. Đóng hộp xịn đẹp. Chúng ta có thể làm quà tặng được nhé. Đó. Săn hàng rẻ hôm nay live để giới thiệu sản phẩm là món đồ chơi robot khổng lồ như này. Chúng ta có thể vào website săn hàng rẻ.net để đặt hàng, hoặc có thể qua địa chỉ cửa hàng ở số 70 ngách 2 ngõ 105 Xuân La để chúng ta xem hàng nhé. Hàng có sẵn tại săn hàng rẻ.net ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi live. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.